Cảm xin Việt chào các bác. Hiện tại nhà mình đang đóng gói các cái sản phẩm cám mi, chòe, màu để gửi tới cho anh em toàn quốc. Và trên tay của mình đây là cái sản phẩm cám dành riêng cho chim họa mi. 200.000 một kg. 1 kg sẽ được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Và miễn phí ship trên toàn quốc. Nhà mình thì vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em. Do vậy là không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào cả. Các bạn lấy cái điện trực tiếp cho nhà mình nhé, theo hai số điện thoại ở đây. Đó. Đây, đây đang đóng gói tiếp tục đơn cho anh em cám mi ở trong Phú Thọ đây. Đấy, mi này, mi chòe này các bạn này. Đấy. Các bạn là anh em ngoài cái sản phẩm cám mi ấy, thì nhà mình có chuyên cái sản phẩm chòe và chao màu. Do vậy là các bạn có thể lấy theo gói cũng được. Cứ làm sao mà được từ 1 kg trở lên là sẽ được miễn phí ship nhé. Đó, đây, cám chào màu và cám chòe. Thì mỗi một loại chim ấy thì nhà mình sẽ làm một loại cám ăn quanh năm. Đó. Đây như một số anh em của Hà Nội này. Đấy, rồi thì đây anh em của người Lâm Đồng này. Nói chung là nhà mình sẽ gửi đi các tỉnh luôn. Và tất cả là đều được miễn phí ship nhé. Đều được miễn phí ship. Thì các bạn có thể xem thêm cái kinh nghiệm nuôi chim cũng như là chi tiết về cái sản phẩm ở trên website camchimdatviet.com. Ở trên website camchimdatviet.com thì nhà mình sẽ chia sẻ các bài viết dưới dạng văn bản kèm theo link video trên YouTube thì các bạn rất dễ dàng để các bạn có thể xem cùng chia sẻ đam mê. Đó. Thì các bạn thấy bây giờ đã là 6:31 ngày mùng 3 rồi. Đấy. Đây, 6:30 rồi, nhà mình đang đóng gói để gửi cho anh em đây, một chút nữa là hàng nó sẽ đi. Vừa đóng tối vừa đóng sáng. Thì đây là cái địa chỉ của nhà mình nè các bạn này. Đây này. Đấy, đây là số điện thoại các bạn nhìn rất là rõ để anh em gọi điện trực tiếp nhé. Đấy, mình xin nhấn mạnh lại là nhà mình thì vừa chơi và chia sẻ lại cho anh em là chính thôi. Không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào cả. Anh em lấy những cái điện trực tiếp thì mình sẽ gửi tận nhà cho các bạn luôn. Và với sản phẩm cám họa mi này thì dùng tốt trong cả kỳ thay lông luôn. Các bạn cứ dùng ổn định một loại thôi, ăn quanh năm. Con mi nó là cái dòng chim mà nó cần cái sự ổn định tự nhiên. Đấy. Thì dần dần là con chim sẽ lên thôi. Và kết hợp với cách nuôi mình đã chia sẻ rất nhiều trên website Cám Chim Đất Việt rồi. Đấy, hoặc là kênh YouTube Cám Chim Đất Việt. Bạn nào xem thì cũng có thể là thấy rất là rõ rồi. Cho các bạn đây, mình lấy vừa đóng gói xong đây, các hạt cám các bạn có thể nhìn nhé. Đó. Rồi bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói các cái đơn cám để hoàn thiện nốt để gửi tới các cái anh em cho nó kịp ngày hôm nay nhé. Một lần nữa thì Cám Chim Đất Việt thì cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng, ủng hộ Cám Chim Đất Việt nhiều nhé. 0908070555 và 0944114410. Cảm ơn anh em.